Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022. Hiện nay tại Ukraine, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra rất dữ dội. Mời các bạn xem bình luận của nhà hoạt động Phạm Minh Vũ với bài viết Nói với ba tên cẩu tướng của Việt Nam. Chúng ta phải nói rõ hành động xu hàng chục vạn quân sang xâm lược Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, có độc lập của Putin là một tội ác chiến tranh. Dùng vũ khí tối tân nhất để giết hại hàng trăm dân thường Ukraine, rõ ràng đây là một hành động diệt chủng. Và con số này tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ. Cả thế giới lên án, quay lưng lại với Nga, quốc xã để yểm trợ cho Ukraine. Là những lời cầu nguyện của những người có lương tri, là viện trợ của các chính phủ với các nước trên thế giới về tiền bạc và vũ khí, là tỷ phú người Nhật góp 100 triệu đô la, là nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn góp 86.000 đô la để chia sẻ cùng dân Ukraine và còn rất nhiều người khác, là thiết bị vệ tinh, tốc độ cao, Internet để cho mọi người cùng dùng. Chúng ta thấy Putin là kẻ sát nhân, đứng sau vũng bùn tội ác. Một tuần qua, kể từ khi phát súng nổ trên biên giới Ukraine, ông Putin đã mang tới rất nhiều hình ảnh chết chóc, hoang tàn, đau khổ cho đất nước Ukraine. Hàng trăm dân thường thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, nhiều làng mạc trở thành bình địa. Hơn nửa triệu người Ukraine phải bỏ chạy lánh nạn sang các nước láng giềng xung quanh. Trong đó, số lượng này tăng lên mỗi ngày. Rồi những tiếng khóc thét cha mất con, vợ mất chồng từ dưới tầng hầm vang vọng lên nóc giáo đường. Từ vùng biên ải tới thủ đô Kiev, từ một vùng quốc gia xinh đẹp, yên bình, rất nhiều người Việt Nam đến đây để học tập. Phút chốc bỗng biến thành cảnh hoang tàn, hoang địa với mùi tử khí. Không chỉ có thế, thế giới lên án Nga quốc xã mà ngay cả nội bộ nước Nga, những nhiều người dân yêu chuộng hòa bình cũng phản đối cuộc chiến tranh phi pháp này. Hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra khắp nơi tại nước Nga. Số người bị bắt cũng rất nhiều, nhưng họ vẫn lạc. Putin đang điên cuồng và bệnh hoạn, hoang tưởng được một nước Nga vĩ đại. Nếu chỉ là chính nghĩa, tại sao Putin lại lừa dối cả binh sĩ hãy qua giải phóng Ukraine? Nhân dân Ukraine sẽ chào đón. Cuối cùng thì sao? Trả 104 đô la cho mỗi người lính bị chết ở chiến trường. Putin đem cỗ máy chiến tranh không chỉ là người lính đúng nghĩa, mà còn kéo theo những thiếu niên mặc còn búng ra sữa để thỏa mãn sự bệnh hoạn của mình. Các lò thiêu người lưu động đã được kéo theo đoàn quân này để thiêu xác binh lính. Hãy nói cho tôi biết, đâu là cuộc chiến tranh chính nghĩa mà tên diệt chủng Putin đang phát động trên khắp nơi tại Ukraine, trong khi thế giới lên án tội ác của Nga quốc xã như thế. Vậy mà ở đâu đó còn sót lại một đám con hoang hết lời ca ngợi Putin và ủng hộ cuộc xâm lược phi pháp của nước này. Điển hình trong đám con hoang ấy là ba tên cẩu tướng này luôn biện minh cho hành động xâm lược của Putin là chính đáng. Thứ nhất là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, gọi là Tuấn Tuột Xích, cho rằng hành động của Putin là ngăn chặn từ xa mối đe dọa tới an ninh nước Nga. Đây là hình ảnh Trung tướng Nguyễn Văn Tuấn. Thứ hai là hình ảnh, đây là hình ảnh Thiếu tướng Công an Lê Văn Cương thì khẳng định như đinh đóng cột, Tổng thống Putin đã tuyên bố, thứ nhất, Nga không xâm lược, không cướp đất của Ukraine. Thứ hai, Nga không đánh vào dân thường Ukraine vì người Ukraine và người Nga có cùng chủng tộc, chung tổ tiên, dòng máu. Ông ta còn nói rằng tôi tin tuyên bố ấy là đúng mức và ông Putin sẽ làm như vậy. Thứ ba là Trung tướng Nguyễn Đức Hải cho rằng hành động xâm lược Nga chỉ là đòn đánh phủ đầu, không nhằm tới thường dân. Sau khi những ý kiến của đám cầu tướng, dư luận viên cao cấp này của Đảng Cộng sản Việt Nam được Ban tuyên giáo loan tải, dư luận viên xem đó là một chân lý mà tung các bài báo viết theo hướng đó khắp các diễn đàn nhằm định hướng dư luận. Và cuối cùng thì sao? Gần 400 thường dân, gần 20 em nhỏ Ukraine đã bị chết dưới tay Nga quốc xã cho đến lúc đó. Và giờ thanh minh ra sao với những người cầu tướng này? Chưa kể, giả sử trong trường hợp Trung Quốc tuyên bố ngăn chặn từ xa mối đe dọa an ninh, lấy lý do tương tự đem quân qua đánh Việt Nam và xâm lược, thì các ông sẽ ủng hộ hay họ hay sao? Phục vụ và làm nô lệ cho bọn Nga và Trung Quốc thì ông cứ làm. Nga và Trung Quốc bắt ông sủa thì ông cứ sủa. Kêu cắn thì cứ cắn. Nhưng xin đám cầu tướng các ông đừng cắn bậy, cắn phải, cắn cho đúng. Nên nhớ là như thế.
Kính mời các bạn xem bản tin Ukraine cuộc chiến sinh tử vì tự do. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lột mặt nạ như thế nào? Cựu Tổng thống Bush sau các cuộc gặp Putin vào năm 2001 đã nói như thế này. Tôi có cảm giác Putin là một phần linh hồn của mình. Ông ta rất đơn giản và đầy tin cậy. Không chỉ Tổng thống Bush mà ngay cả tầng lớp lãnh đạo phương Tây và hàng triệu người Nga và trên thế giới đã có cái nhìn sai lầm về Putin. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thực chất, đằng sau cái vẻ ngoài của một lãnh đạo cải cách, đơn giản, quyết đoán, có tâm, đó là một con người với rất nhiều mâu thuẫn. Một người được nhà báo Trương Huy San giới thiệu là từng có 3 thập niên ở Ukraine, tác giả Nguyễn Việt Trung cũng có bài bình luận về cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của Ukraine chống lại Nga. Bài viết với tựa đề Cuộc chiến sinh tử vì tự do, vì thế giới tự do. Trong sâu tâm khảm của ông ta có một nỗi uất hận vì cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3, tức là chiến tranh lạnh, đất nước của ông ta đã thua thảm hại. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn cho rằng đây là thảm họa lớn nhất của thế kỷ. Một nỗi uất hận này cũng rất giống với nỗi uất hận của Hitler khi nước Đức bại trận trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Trong những cuộc nói chuyện, có thể nhận ra rằng Putin tâm đắc với sự tổ chức nhà nước cũng như phong cách lãnh đạo của Hitler, cũng như Stalin. Đó là một lãnh đạo của Liên Xô độc tài mà bàn tay nhuốm máu của hàng chục triệu người dân. Putin từ lâu cũng âm thầm xây dựng được một tổ chức nhà nước rất giống với mô hình của Hitler. Một đảng cầm quyền đứng đằng sau đối với Hitler đó là đảng Công nhân Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Đức, với Putin là đảng nước Nga Thống nhất. Đảng của Putin quy tụ tất cả các tầng lớp trong xã hội gồm có trí thức, thể thao, văn hóa, vân vân. Putin cho lập ra một số đảng khác như đảng của Syrinsky, thực chất là con rối của đảng nước Nga Thống nhất. Bầu cử được tổ chức nhưng thực ra bằng việc kiểm soát truyền thông. Chính quyền cũng như gian lận phiếu đảng này bao giờ cũng giành chiến thắng áp đảo. Những người đối lập thực sự thì người thì bị đầu độc và tống vào tù với các tội danh ngụy tạo như Navalny. Người thì bị đặt bom, bắn chết, như chính trị gia nổi tiếng nhất là Nemtsov, bị bắn giữa ban ngày, ngay sát điện Kremlin, như một vụ hành quyết công khai của xã hội đen. Đây là hình ảnh nhà đối lập Navalny đã bị bắt vào ngày 17 tháng 1 năm 2021 tại Moscow, khi ông vừa trở về từ Đức, nơi ông đã được dưỡng bệnh sau khi bị đầu độc tại vùng Siberia vào tháng 8 năm 2020. Ông Navalny vẫn tố cáo Tổng thống Putin đứng đằng sau vụ đầu độc này. Có nhà tư tưởng để viết lên những hệ tư tưởng kiểu như thế giới Nga, nước Nga mới, vân vân. Nhà tư tưởng được coi là Pastus, một người có uy tín trong đảng không kém gì Putin. Putin hiểu rằng truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong bầu cử. Vì vậy, sau khi nắm quyền, ông ta đã biến truyền thông thành truyền thông nô lệ, luôn bịa đặt và đưa thông tin sai lệch theo chỉ đạo của chính quyền. Weber của Đức Quốc xã có sống lại thì cũng phải ngả mũ trước truyền thông nói dối của chính quyền Putin. Bộ máy an ninh theo kiểu đàn áp, theo dõi, bắt bớ, cơ quan an ninh quốc gia như FSB là tiếp nối của KGB, Ủy ban Điều tra Quốc gia, rồi những bộ máy này hoạt động rất giống nguyên tắc của Gestapo của Đức Quốc xã. Điều khác biệt của hệ thống chính quyền Putin so với Đức Quốc xã là ở chỗ chính quyền này là mô hình có nhiều nét giống với một nhóm tổ chức tội phạm có tổ chức lớn với Putin như một bố già toàn quyền. Đức Quốc xã có lý tưởng, chính quyền của Putin ít lý tưởng, như một băng đảng tham nhũng nặng nề và phân chia quyền lợi cho tầng lớp thần hữu. Chính vì vậy mà chúng ta chứng kiến những tỷ phú Nga giàu không tưởng tượng được, nhưng nhiều người dân Nga sống nghèo khổ. Quan niệm của Putin về trật tự thế giới rất nguy hiểm. Đối với ông ta, không có khái niệm về luật pháp quốc tế, chỉ tồn tại lợi ích quốc gia. Ông ta chỉ muốn các nước lớn chia nhau ảnh hưởng ở các vùng khác nhau, áp đặt thể chế cũng như mọi thứ lên các nước phụ thuộc. Ông ta đã nhiều lần thách thức thế giới văn minh như giúp chế độ độc tài ở Syria, đưa quân can thiệp ở châu Phi, xâm lược Georgia vào năm 2008, chiếm đóng Crimea và Donbass vào năm 2014, can thiệp bầu cử ở Mỹ, bắn máy bay dân sự ở Malaysia.
Vào sáng sớm ngày 24 tháng 2 năm 2022, ông ta đã mở đợt tấn công tổng lực xâm lược Ukraine, một đất nước có chủ quyền và công khai đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với nước dám giúp Ukraine. Trước đó, ông ta có một loạt bài phát biểu với những suy nghĩ đặc biệt nguy hiểm và mất kiểm soát. Thời khắc đã đến, ông ta đã tháo bỏ toàn bộ mặt nạ của mình, hiện nguyên hình là một Hitler thời mới. Đây là hình ảnh một tòa nhà chung cư bị hư hại do trúng bom ở Kiev, Ukraine vào ngày 26 tháng 2 năm 2022. Những ngày đầu của cuộc chiến tranh giữa nước vĩ đại. Vào năm 1941, Ukraine đã trải qua một cuộc chiến tranh vĩ đại chống lại phát xít Đức. Lúc đó, người Ukraine đã hy sinh 6 triệu người. Hôm nay, Ukraine lại đứng trước một kẻ thù phát xít mới, kẻ muốn tiêu diệt nhà nước Ukraine. Rất đau đớn là đòn tấn công từ nước Nga là anh em, dân tộc mà Ukraine năm 1941 đã sát cánh chiến đấu và chiến thắng phát xít Đức. Dân tộc Ukraine và Nga là hai dân tộc anh em. Hầu như người Nga nào cũng có họ hàng, bạn bè là người Ukraine và ngược lại. Putin vì mục đích ích kỷ của mình đã làm cho hai dân tộc trở thành kẻ thù trên chiến trường. Ukraine bị một kẻ thù mạnh hơn gấp rất nhiều lần đánh úp, còn thế giới phản ứng ra sao? Phương Tây đã tỏ rõ sự yếu ớt và vô trách nhiệm của mình. Họ dự đoán thời gian Nga sẽ tấn công Ukraine. Họ tham gia ngoại giao bằng cách như Đức, Pháp muốn bán rẻ Ukraine bằng việc ép Ukraine thực hiện thỏa thuận Minsk, là một thỏa thuận sẽ làm Ukraine không bao giờ ngóc đầu lên được. Họ giúp đỡ Ukraine dè dặt như kiểu của Đức là muốn nước đầu tàu của châu Âu ủng hộ 5.000 cái mũ sắt. Một số nước khác như Ba Lan, Mỹ, Anh và các nước Baltic, Thổ Nhĩ Kỳ thì khá hơn. Trong đầu họ đã có sẵn kịch bản Ukraine sẽ đầu hàng sau 96 giờ. Họ vội vã đốt tài liệu, sơ tán công dân và di chuyển sứ quán. Mỹ, Đức, Pháp, những nước lớn trong NATO thì liên tục tuyên bố sẽ không gửi quân tham chiến, mặc dù họ có thể không nói gì về chuyện đó. Các hành động của họ vô hình chung làm Putin quyết tâm xâm lược Ukraine hơn rất nhiều, và Ukraine đã bị bỏ lại một mình với kẻ thù hùng mạnh nhất. Thật cay đắng khi ông Tổng thống Ukraine đã phải nói rằng chúng tôi, những người Ukraine, chiến đấu một mình với kẻ thù hùng mạnh. Những lực lượng mạnh nhất đã chọn giải pháp khoanh tay đứng nhìn. Đây là hình ảnh xe tăng xuất hiện tại Donetsk. Có những kẻ ủng hộ chế độ Putin, ủng hộ cuộc xâm lược này vì lợi ích, vì mục đích rõ ràng. Nhưng đa phần người dân trên thế giới và rất nhiều là người Việt Nam lại thờ ơ. Dường như họ lúc đó đang xem một bộ phim hay, họ tự bản nhau xem bao giờ thì Kiev thất thủ, bao giờ Ukraine đầu hàng. Chiến tranh thì vốn không phải là phim ảnh. Chiến tranh là đổ máu, trong đó có cả máu của phụ nữ và trẻ em, là những cảnh chạy loạn, trú ẩn và nỗi tuyệt vọng của mấy chục triệu con người. Trong những ngày đầu chiến tranh đã lộ rõ sự man rợ của chính quyền của ông Putin. Ông ta cho lập ra một danh sách các chính trị gia hàng đầu Ukraine, những người yêu nước đứng đầu danh sách là ông Tổng thống Ukraine và gia đình của ông ta. Các đội đặc nhiệm đã được cử đi và nhận lệnh tiêu diệt những người trong danh sách này. Tên lửa của quân đội Nga đã bắn vào nhiều mục tiêu dân sự, trong đó có những tòa nhà chung cư. Quân đội Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để uy hiếp toàn thế giới, đặc biệt là châu Âu khi cần. Điều này thì chính quyền ông Putin còn vượt qua cả Hitler về độ man rợ. Bỏ qua các sự kiện về suy nghĩ, người dân, chính trị gia đoàn kết quanh Tổng thống. Tổng thống Ukraine, người mà rất nhiều người chỉ trích vì sự thiếu chuyên nghiệp, dùng người sai, người mà những người Việt Nam đáng xấu hổ gọi là thằng hề. Mặc dù ông ta tốt nghiệp trường luật, là người viết kịch bản hài được 23 nước đặt mua, là chủ sở hữu của những chương trình truyền hình có hàng triệu người xem. Một triệu phú và trên hết, ông là Tổng thống do 40 triệu người Ukraine bầu lên. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky. Nhưng trong thời khắc quyết định, ông đã hành động như một anh hùng. Các nước phương Tây đã đề nghị đưa ông đi di chuyển xuống Lvov để lãnh đạo phong trào kháng chiến. Họ đề nghị như vậy vì biết kế hoạch muốn tiêu diệt ông của chế độ Putin. Nhưng ông vẫn quyết định ở lại cùng gia đình và tuyên bố rằng: "Tôi ở đây, gia đình tôi ở đây, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và chết ở Kiev." Ông lãnh đạo cuộc chiến, đàm phán với các nước qua điện thoại, liên tục đăng các bài đầy lửa lên mạng xã hội. Điều đó thật đáng khâm phục.
cựu tổng thống Ukraine Poroshenko cũng cầm súng chiến đấu. Một người lính mới 19 tuổi lật bom phá hủy cầu để ngăn bước tiến quân Nga. Khi cảm thấy không kịp, cậu đã kích hoạt cho bom nổ và đã hy sinh cùng cây cầu. Một phi công trẻ, người được gọi là hồn ma Kiev, trong một ngày đã bắn rơi 6 tiêm kích của Nga. Một phi công nữ trẻ hy sinh, hai vợ chồng mới cưới cùng tình nguyện cầm súng bảo vệ Kiev. Ở các điểm tòng quân, người ta xếp hàng dài để đi chiến đấu. Lực lượng tình nguyện đi bảo vệ các thành phố và trong 2 ngày đêm đã có gần 100.000 người ghi tên và nhận vũ khí. Ở nhiều nơi, người dân Ukraine dùng tay không để ngăn sự di chuyển của xe tăng và xe bọc thép. Một bà mẹ Ukraine hỏi các binh lính Nga, họ đến đây để làm gì và đã khuyên họ như thế này. Ta sẽ cho các ngươi một nắm hạt hướng dương, bỏ vào túi, ngụ ý rằng để sau này các ngươi chết trên mảnh đất của chúng ta, hoa sẽ mọc lên.